Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối mùng 1 Tết, bây giờ là đã 22 giờ mấy rồi. Nó đưa người nhà đi ra bến xe ở ngay Phạm Ngũ Lão đó để đi Nha Trang chơi. Nhưng mà mình không đi, mình không thích đi, một trong tâm trạng không có thích đi nên là ở nhà. Hôm nay sẽ ở nhà một mình. Sẽ tự thưởng cho mình mấy lon bia đi, đúng không? Bây giờ mới có 22 giờ mấy, bây giờ đang ở đường Cách Mạng Tháng 8 ở ngã ba chỗ Phù Đổng Thiên Dương á, chỗ có ông Thánh Gióng á. Giờ đang đường Cách Mạng Tháng 8. Đi một chút nữa là không chia sẻ một là buổi tối ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, bên 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 phải của mình nên là trung tâm giải trí Trống Đồng. Trống Đồng này là nếu mà nói về vô coi thì cách chắc cũng mười mấy năm, 20 năm có không có vô đây. Nhưng mà lúc trước tưởng là nó không biểu diễn nữa, nhưng bây giờ thấy nó biểu diễn lại là trung tâm ca nhạc Trống Đồng. Thường thường ở đây là là vui vẻ tấu hài cũng như là bình dân á, thì người ta hay hay ghé đây với lại mấy người bình dân á, sống đời thường mà kiểu như là ở một tầng lớp thường thường á, bình bình á, thì nó phù hợp với đây. Còn có những cái chỗ mà nó sang trọng, nó có vẻ cao cấp hơn á, thì chỗ khác nó sẽ ít người hơn. Phòng ốc này kia là máy lạnh, còn này là ngoài trời nha. Phòng ốc máy lạnh là có những ca sĩ này kia thì thường thường nó giống như là phòng trà, thì vô nghe ca sĩ hát thì là phụ thu rất là cao, khi cao lắm, 1-2 triệu luôn á, tiền triệu á. Đó, bây giờ là bên phải á, là Cách Mạng ý, là công viên Tao Đàn. Công viên Tao Đàn là năm nào cũng có hội hội chợ, hội xuân, hội hoa. Tao Đàn là thường thường là ngày hai mấy Tết là đã mở, là tới ngày trên dưới ngày 10 á thì mới mới đóng cửa, nghe coi như cái chỗ mà nó trễ nhất á. Còn như mà đường Hoa Nguyễn Huệ thì hình như ngày 4, ngày 5 là đã dọn dẹp rồi. Ở giờ này mà ở thành phố nè, rất